vẽ một cái người đàn ông. Đấy, anh Tí nhìn thấy mặt bóng chưa? Mặt bóng thì đừng quay gần, nó to quá, anh ấy bảo xấu. Đấy. Đấy. Cái tay mình thỉnh thoảng nó cứ run run này, sợ chứ. Chưa, đợi anh về gì á? Nhanh gì ạ? Anh sẽ nói với chúng tôi phương án cuối cùng của anh là gì? Phương án cuối cùng của em. Quay tối, khó quay. Không. Phương án cuối cùng của anh là phương án C, máy đi. Em quay chị Thu. Khán giả, quay 61. Em nó bông này mua cho nó. Khán giả là sai. Có 8% khán giả trong trường quay đầu tiên nghiên cứu của anh Liêu. Đó là những điều mà hệ thống máy tính tự động có biết được. Bấm nó có chữ rách nên là gì? Rách là đang quay đấy. Vâng. Thế thì mình quay xuống đất. Anh Tí sao nhớ em một to em muốn chúc anh mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và luôn được mọi người yêu mến. Anh à, thế ở bên đấy anh có lạnh không? Nếu lạnh anh hãy nhớ giữ đôi bàn chân của anh, bởi chân của anh vẫn còn rất yếu. Mặc dù anh vẫn có thể đi đường nhưng anh vẫn còn hờ đinh và thỉnh thoảng sẽ bị nhức ở chân nếu anh không giữ ấm được đôi chân. Ở nhà em vẫn thường chơi với bà và cùng đùa vui với cả bác Hải trong những ngày nghỉ. Mặc dù Việt Nam khí hậu rất lạnh nhưng vì sự hướng dẫn ăn mặc của bố mẹ đã giúp em mặc những bộ quần áo của anh và bác Tâm mang đến rất ấm áp, và mặc dù ra ngoài đường và khi đi học rất lạnh nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng mình ấm lên. Và in hình ảnh của anh Tí thường đùa vui trong những ngày anh vẫn còn ở Việt Nam. Chào anh. Bao trên nhỉ? Thật ra là lòng mẹ bao la như biển. Hãy sắp xếp các từ sau theo thứ tự xuất hiện trong bài hát Lòng Mẹ của tác giả Thiên Vân. Không nên đưa như